Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Hoàng Tuấn đã đi kiểm tra tại các điểm thi gồm Trường Trung học Phổ thông Bình Sơn, Trường Trung học Phổ thông Trần Kỳ Phong, Trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Bình Sơn và Trường Trung học Phổ thông Võ Nguyên Giáp, Trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Khiết, thành phố Quảng Ngãi. Đến thời điểm này, các điểm thi đã hoàn tất việc chuẩn bị cơ sở vật chất, phục vụ kỳ thi theo quy định. Bố trí phòng thi chính thức, phòng dự phòng, phòng chứa vật dụng của thí sinh, phòng bảo quản đề thi và bài thi. Chủ động phối hợp với lực lượng công an, y tế, điện lực, chuẩn bị điện thắp sáng, an ninh trật tự, an toàn giao thông và an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ cho kỳ thi. Về cơ bản thì các hội đồng trường ở các trường thì đã có những kinh nghiệm về đã thực hiện được những năm qua theo cái luật giáo dục mới và cũng như là quy chế thi. Do vậy là cơ bản các trường đều đã chuẩn bị cũng kỹ, đầy đủ theo quy định. Tuy nhiên thì do một số cơ sở là cho công tác xây dựng nó ảnh hưởng đến cái việc chuẩn bị. Chúng tôi sẽ chỉ đạo khẩn trương dừng việc xây thi công và chuẩn bị đầy đủ đảm bảo cái điều kiện cho các thí sinh có điều kiện làm bài tốt trong kỳ thi này. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Hoàng Tuấn yêu cầu các điểm thi tại huyện Bình Sơn sớm thay mới hoặc sửa chữa tạm thời bàn ghế bị hư hỏng, mất an toàn. Một số điểm thi gần khu vực nhà dân cần có phương án đảm bảo an ninh trật tự, tránh lộ lọt đề thi ra ngoài, rà soát lại tất cả các điều kiện theo quy định để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Hội đồng thi cũng chỉ đạo thêm cho các trường và lãnh đạo các huyện, thành phố quan tâm hỗ trợ cho các học sinh đi thi nó đủ điều kiện về chỗ thi, về bàn ghế, chỗ vệ sinh cũng như là chỉ đạo khu vực xung quanh đảm bảo cho các nhà dân có giữ khoảng cách theo quy định, không để ảnh hưởng đến cái việc thí sinh thi cũng như là an toàn tuyệt đối về bí mật đề thi. Sáng mai 27 tháng 6, các hội đồng thi sẽ họp để chuẩn bị cho kỳ thi. 14 giờ chiều mai 27 tháng 6, thí sinh sẽ tập trung về các điểm thi để nghe phổ biến quy chế thi, bổ sung và đính chính kịp thời những thông tin sai sót. Kỳ thi chính thức sẽ diễn ra trong 2 ngày 28 và 29 tháng 6 với 4 môn thi gồm ngữ văn, toán, tổ hợp môn gồm khoa học tự nhiên và khoa học xã hội và môn tiếng Anh.